Hoàng Mai xin kính chào tất cả nhà. Hôm nay là ngày 28 tháng 10, tại thôn Vĩnh Phúc nhà mình có tổ chức lễ khánh thành mộ tổ của cụ Hoàng Giáp, tiến sĩ Kiều Phú cả nhà. Nơi đây là cụ đã lớn lên và vượt lên cái nghèo khổ để mà thi đỗ thành tài và thành tiến sĩ và được vinh danh tại Quốc Tử Giám Hà Nội. Đó, hôm nay là các con, các cháu của cụ, đây là các cô gái làng ở Chi Ba đã có những lãng hoa đến để chúc mừng ngày đại lễ khánh thành ngôi mộ tổ do nhân dân và các con các cháu ở trong thôn quyên góp để mà xây dựng hai ngôi mộ rất là đẹp. Đó, trước khi dâng lễ vào trong thì các cô còn chụp ảnh và quay phim để lại những cái tư liệu thật là đẹp trong ngày trong đại này cả nhà. Đó. Đó, đẹp quá. Và hôm nay con có ca hát quan họ thì Hoàng Mai sẽ quay lại để gửi tới tất cả nhà mình nha. Hôm nay có rất là nhiều các con các cháu từ khắp nơi đổ về đây để dự lễ khánh thành ngôi mộ tổ cả nhà. Đó, một chuyến xe đã cập bến. Bây giờ là vào đây sẽ quay video để cái ban tế để gửi tới tất cả nhà. Đó, có rất là nhiều các con các cháu hôm nay đã về dự lễ khánh thành mộ tổ. Vâng, chào mừng vâng. Cái phim đẹp cho quay phim tí ạ. Đó, đây là nghi thức tế lễ Quốc Chi Ba. Vâng. Nhai quý. Đó, đây là tiết mục tế đây này cả nhà. Đại hòa hoa chúc hôm nay có một đội kèn trống rất là sáng. Bây giờ là đang tế cả nhà, nhưng mà hôm nay lịch trình là có rất là nhiều những cái chương trình. Bây giờ là tế, sau đó là đến tất cả các con các cháu ở trong tổ chức ngay tại chỗ ao làng, và có cả đoàn quan họ về hát, thì rồi mình sẽ quay lại để gửi tới tất cả nhà. Thank you.
đây là đội tiếp tân đây này cả nhà. Đội ngũ tiếp tân đẹp quá. Khâu tổ chức rất là chu đáo cả nhà, ở phía ngoài là có rất là nhiều cô gái mặc áo dài đỏ để tiếp tân đây này. Bây giờ là cả nhà hãy cùng xem chương trình văn nghệ.